ly rượu này, ta chúc cho em, ta chúc cho em bên người yêu vui sống cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, muôn đời mình mãi mãi xa nhau và muôn đời mãi mãi xa nhau. Chào mừng quý chị các bạn, chúng ta đến với kênh của Audio Thông Nguyễn. Như vậy là sau bao nhiêu tháng chờ đợi thì bây giờ thì hàng cũng đã về rồi đúng không ạ? Đây là bản mixer Yamaha M11 Pro mà bên Audio Thông Nguyễn đang phân phối độc quyền. Quý chị các bạn trong thời gian qua đặt hàng rất là nhiều, bên em cũng rất là sốt ruột. Và bây giờ thì hàng về rồi thì đủ điều kiện để cung cấp cho quý anh chị các bạn ha. Hàng về cũng không được nhiều, lần này cũng về lần lai rai lắc nhắc vậy. Thì có bao nhiêu thì em sẽ phát hàng cho quý anh chị các bạn bao nhiêu ha. Và quý anh chị các bạn, những anh chị các bạn nào chúng ta chưa hiểu về dòng mixer Yamaha M11 bản Pro này thì bên em sẽ giới thiệu lại cho mọi người ha. Con này thì nó có tới 100 chế độ, có reverb, echo, delay, tích hợp bluetooth và nguồn 48V luôn ha. Và con này thì ngoài chức năng thì chúng ta có thể như là kết nối dàn âm thanh karaoke gia đình, âm thanh lo kẹo kéo, lo kéo lưu động, âm thanh sân khấu sự kiện ngoài trời rất là hay. Và đặc biệt là quý anh chị các bạn nào mà thích hát live stream trên một bộ sản phẩm to cao bự như thế này thì chúng ta có thể dùng vào mixer này ha. Tại vì cái reverb nó rất là hay, nó có chế độ reverb trộn delay ở số chế độ 95-96 rất là hay luôn nha quý anh chị các bạn. Còn về micro thì chúng ta có thể kết nối tất cả mọi dạng, mọi loại micro như là mic dây, mic không dây và mic thu âm đều được hết nha. Nhưng mà mic thu âm thì chúng ta chỉ hát trên tai nghe thôi. Còn hát karaoke gia đình thì chúng ta buộc phải hát mic không dây hoặc là mic dây ha. Rồi quý anh chị các bạn nào mà chúng ta quan tâm thì vui lòng liên hệ số hotline phía trước màn hình, sẽ có bộ phận kỹ thuật cũng như bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho quý anh chị các bạn chúng ta hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về bộ sản phẩm này ha. Trong sản phẩm này thời gian qua thì đang rất là hot trên thị trường tại Audio Toàn Nguyễn ha. Nó có cọc xì hiển thị trên bàn mixer luôn nè, có tích hợp bluetooth nè và nguồn 48V luôn, rất là tiện lợi sử dụng luôn quý chị các bạn. Giọng anh chị các bạn chúng ta yếu thì chúng ta nên sử dụng mixer, bởi vì mixer nó là bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp, nó có thể giúp chúng ta tăng độ dày độ mỏng cho tiếng hát, độ dày độ mỏng cho tiếng nhạc, bass trung chép cho tiếng nhạc và bass trung chép tiếng hát rất là hay luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.